đã thành thông lệ, khi kỳ nghỉ hè bắt đầu cũng là lúc Olympic toán tuổi thơ toàn quốc chính thức khai mạc. Lễ khai mạc kỳ thi lần thứ 14 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai chiều ngày 8 tháng 6. Với sự hiện diện của đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các cấp lãnh đạo tỉnh, thành phố, ngành giáo dục Lào Cai, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương có đoàn tham dự cuộc thi và đông đảo các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh tham dự cuộc thi. Trong buổi lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao quà lưu niệm cho đơn vị đăng cai và nhà tài trợ chính, trao cờ lưu niệm cho các đội thi, trao giải cuộc thi giải toán qua thư năm học 2017-2018. Năm nay có 28 đoàn gồm 294 thí sinh chia thành 27 đội tiểu học và 22 đội trung học cơ sở đến từ 20 tỉnh thành trên cả nước tham dự cuộc thi. Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hùng Hà tiếp tục là nhà tài trợ chính cho cuộc thi. Đặc biệt, đây là lần thứ 2 trong 15 năm Lào Cai đăng cai tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Đây là một cái sự rất là vinh dự cho thành phố Lào Cai được tỉnh Ủy ban dân tỉnh Lào Cai tin tưởng và tạp chí tuổi thơ, toán tuổi thơ tin tưởng giao nhiệm vụ. Chúng tôi rất là vui mừng phối hợp và tổ chức cuộc thi. Năm nay chúng tôi chủ động hơn là và có cái sự hướng dẫn của tạp chí toán tuổi thơ thì công tác chuẩn bị trường thi, chuẩn bị cho khai mạc bế mạc, chuẩn bị các cái điều kiện tình nguyện viên và hướng các cái nội dung hướng dẫn để cho các đoàn ngoài tham gia thi thì hướng dẫn cho các đoàn, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, các em đi tham quan những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và những cái hoạt động ở trên tỉnh Lào Cai. Tại cuộc thi câu lạc bộ toán tuổi thơ toàn quốc 2018, tất cả các thí sinh sẽ tham dự hai nội dung, thi cá nhân và thi tiếp sức toán. 8 câu lạc bộ đạt số điểm cao nhất vòng thi tiếp sức toán mỗi cấp sẽ tham gia vòng thi du lịch toán học. Đề thi cả 3 phần đều bằng tiếng Anh. Điểm mới trong cái cuộc thi năm nay thì các bài toán sẽ chúng tôi sẽ cố gắng thiết kế những cái bài toán mà có những bài ứng dụng về thực tế và cũng có những bài mà chúng ta học hỏi cái cách ra đề của nước ngoài, thế và các em có thể là qua đó học toán và học được cả tiếng Anh. Chúng tôi muốn đồng hành cùng tạp chí Toán Tuổi Thơ tổ chức chương trình giao lưu câu lạc bộ toán toàn quốc nhằm đồng hành cùng các em học sinh Việt Nam trong con đường hội nhập. Kỳ thi lần này diễn ra tại trường tiểu học Bắc Cường. Phần thi đầu tiên là giải toán cá nhân. Mỗi đội gồm 6 thí sinh được chia đều ra các phòng thi khác nhau. Đề thi bao gồm 16 bài toán, trong đó có 15 bài thi trắc nghiệm và 1 bài tự luận. Thời gian làm bài là 30 phút. Mỗi bài toán trắc nghiệm giải đúng, thí sinh được 5 điểm. Bài tự luận giải đúng được 25 điểm. Ở bài tự luận, các thí sinh sẽ phải trình bày lời giải hoàn toàn bằng tiếng Anh. Máy tính không được phép sử dụng trong kỳ thi năm nay. Đề thi được chọn lọc từ ngân hàng câu hỏi do các tỉnh, thành phố tham gia cuộc thi cung cấp và được hệ thống lại theo cách thức tăng dần mức độ khó của các câu hỏi, đảm bảo phong phú về nội dung và bao quát hết chương trình của cấp tiểu học và trung học cơ sở. Chính vì thế, đề thi được đánh giá là sát với chương trình đã học, đồng thời có nâng cao nhằm bổ sung kiến thức, khích lệ các em tìm tòi, sáng tạo trong việc học và giải toán. Bài thi của em là chủ yếu là tính về tìm ích hoặc là các thứ. Em nghĩ là tất cả các bài của em đều làm đúng hết. Đợi em cũng cố nhưng mà chắc xem trọng thời gian quá nên điểm không được cao. Thì cũng không hẳn là thấy áp lực bởi vì con đã trải qua nhiều kỳ thi giống như này rồi. Em nghĩ là không có bởi vì đó em gọi như là kiểu trúng tủ ấy. Bởi vì nó là cái phần thi mà cái bài đấy là dạng mà em kiểu có thể yêu thích nhất và làm được tốt nhất. Nếu trong phần thi giải toán cá nhân, các thí sinh phải tự mình vận dụng kiến thức đã học để giải các bài toán một cách độc lập, thì trong phần thi đồng đội, yêu cầu các thí sinh biết kết hợp giải toán thật nhanh, vừa phải biết vận dụng tinh thần đồng đội để có thể vượt qua đội bạn về mặt thời gian và điểm số. Phần thi này giúp thí sinh rèn luyện bản lĩnh, tự tin và cách làm việc nhóm một cách hiệu quả. Trong phần thi tiếp sức đồng đội,
Trong vòng 30 phút, 6 thí sinh của mỗi đội lần lượt giải 6 bài toán trắc nghiệm, mỗi thí sinh giải 1 bài. Khi thí sinh số 1 giải xong và nộp bài cho giám thị, thì thí sinh số 2 mới được lên nhận đề và giải toán. Lần lượt như vậy cho đến hết 6 thí sinh. Trong trường hợp không làm được bài, thí sinh có thể bỏ qua. Nộp bài luôn để bạn sau lên nhận đề giải tiếp. Mỗi bài giải đúng được 2 điểm. Khi thí sinh cuối cùng của đội làm xong bài và nộp lên cho giám thị, giám sát viên sẽ phất cờ báo hiệu để ban tổ chức tính thời gian. Hết 30 phút, đội chưa thi xong cũng phải dừng lại. 3 đội hoàn thành bài thi xong sớm nhất sẽ được cộng 1 điểm thưởng. Thời gian càng trôi về cuối, cuộc đua top 8 lại càng trở nên căng thẳng. Cảm giác khi là người duy nhất còn chưa làm xong là như thế này đây. Và lúc này, tinh thần đồng đội vô cùng quan trọng. Sau phần thi tiếp sức toán, mỗi cấp học tìm ra được 8 đội xuất sắc nhất tham gia phần thi du lịch toán học. Ở phần thi du lịch toán học, 8 đội xuất sắc của mỗi cấp sẽ được đi tới các địa danh nổi tiếng. Tại mỗi điểm dừng chân, cả đội sẽ phải cùng nhau giải bài toán để kiếm được tấm vé thông hành đến địa điểm tiếp theo. Các phần thi ngày càng không chỉ nâng cao về kiến thức toán, tiếng Anh mà còn yêu cầu thí sinh phải có thể lực tốt để chạy. Chạy. Và lại tiếp tục chạy. Kết quả cuối cùng sau 2 phần thi của nội dung tiếp sức, cúp vàng cấp tiểu học thuộc về 2 đội Vĩnh Phúc A, Lào Cai A. Ở cấp trung học, giải thưởng này bị thâu tóm bởi 2 đại diện đến từ Hà Nội, Hà Nội A và Hà Nội C. Không chỉ là những người đồng hành cùng các thí sinh lo từng bữa ăn giấc ngủ trong suốt hành trình, các phụ huynh cùng thầy cô hướng dẫn còn là những khán giả nhiệt thành nhất, sẵn sàng bùng nổ niềm vui khi thấy các con giành chiến thắng. Và cũng là chỗ dựa tinh thần khi các con không hoàn thành tốt bài thi của mình. Rất nhiều phụ huynh đã tạm gác lại cái công việc để đưa con và cùng tham dự con trong cuộc thi lần này. Việc là người làm cha làm mẹ cũng rất là kỳ vọng các cháu, nhưng mà luôn luôn động viên các cháu là đây là cuộc thi là để tham gia với tính chất là một cái sân chơi bổ ích và cho các cháu được trải nghiệm. Phụ huynh này tham gia, nói chung là tất cả phụ huynh các em đều đi trong cái đoàn này. 6 em thi mà đoàn là tới 22 người đi ạ. Mình cũng có căn dặn với các con trước kỳ thi đó là cố gắng, nếu như bạn nào mà cảm thấy bài nào quá khó thì mình có thể gọi là mình có thể vì đồng đội và mình có thể bỏ qua để cho các bạn khác có thời gian hơn để làm. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi và hào hứng, Olympic toán tuổi thơ lần thứ 14 kết thúc với nhiều giải thưởng được trao. Ở cấp tiểu học, ban tổ chức đã trao 17 huy chương vàng, 34 huy chương bạc, 52 huy chương đồng và 41 giải triển vọng. Thí sinh có điểm cao nhất là em Đinh Sĩ Đức, đoàn Thanh Hóa A. Thí sinh giải đúng liên tiếp nhiều câu nhất từ câu 1 là em Nguyễn Việt Hoàng, đoàn Lào Cai A. Ở bậc trung học cơ sở, có 13 huy chương vàng, 27 huy chương bạc, 39 huy chương đồng và 32 giải triển vọng. Hai thí sinh có điểm cao nhất đồng thời là thí sinh giải đúng liên tiếp nhiều câu nhất từ câu 1 là các em Nguyễn Đức Duy, đoàn Hà Nội A và Nguyễn Việt Anh, đoàn Phú Thọ. Phần thi đồng đội ngày hôm qua là một phần thi hết sức là thú vị ạ, vì nó dạy cho chúng em không chỉ là cách giải toán mà còn phải là cách hợp lực giữa các bạn trong một đội để có thể giải một bài toán vừa nhanh vừa chính xác ạ. Những cái bẫy giấu kỹ ở trong những bài toán ạ, cho nên em nghĩ là nó vừa hay mà cũng khá là vừa sức, cũng như là vừa thời gian ạ. Với phương châm đến với Olympic toán tuổi thơ vì sự phát triển của phong trào dạy và học toán, thi đua dạy tốt và học tốt, cuộc thi sẽ ngày càng được mở rộng, thực sự là sân chơi trí tuệ, bổ ích và lý thú đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Tạp chí Toán Tuổi Thơ sẽ ngày càng phát huy thế mạnh của mình là kho tàng các bài toán lý thú, là diễn đàn cho các thầy cô, các chuyên gia và học sinh trao đổi kiến thức, kinh nghiệm dạy và học môn toán trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, kịp thời phát hiện và nâng đỡ những mầm non toán học cho nền giáo dục nước nhà.